Với mục đích nhằm bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống dân tộc, cuộc thi sáng tác video clip tinh hoa Việt Nam dành cho học sinh sinh viên được phát động từ ngày 2 tháng 8 năm 2021 đến ngày 10 tháng 10 năm 2021. Theo đó, mỗi tác giả hoặc nhóm tác giả dựng một hoặc nhiều clip TikTok tham dự. Kết thúc 8 tuần của vòng công chiếu, ban tổ chức cuộc thi đã nhận được 2.347 clip đến từ 54 tỉnh thành đoàn, đoàn trực thuộc. Từ đó xét duyệt 802 tác phẩm vào vòng công chiếu tại kênh TikTok Tinh Hoa Việt Nam, thu hút trên 4,2 triệu lượt xem. Kết quả chung cuộc, tác phẩm Nét đẹp trang phục truyền thống dân tộc Mường của thí sinh Bùi Mai Anh, sinh viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội đạt giải nhất. Đây là hoạt động cụ thể, thiết thực của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong việc thực hiện mục tiêu giữ gìn, phát huy các giá trị truyền thống lịch sử, văn hóa của dân tộc Việt Nam, tăng cường đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo trong thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ Tổ quốc.